Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bàn bằng gốc cây sao nguyên khối. Bàn này là làm được từ một cái gốc cây, bàn không có ghép chân. Bàn có chiều ngang chỗ mà rộng nhất là được 1m2, chiều dài bàn 1m1. Bàn là nguyên khối, không lắp ghép. Để có được cái gốc cây sao như thế này thì đòi hỏi là cái cây nó phải sống từ 200 đến 300 năm mới có được một cái cây sao lớn như vậy. Gỗ sao là một loại gỗ rất là tốt, không bị mối mọt. Gỗ sao có thể được chịu nước được. Gỗ sao là thường được người dân ở miền Tây đó, người ta dùng để đóng thuyền. Cái bàn này nếu các bạn xài cỡ chừng 200-300 năm thì nó cũng không có hư gì, tại vì nó được làm nguyên khối từ một loại gỗ tốt. Em xin báo giá công khai, cái bàn bằng gốc cây sao này là 20 triệu, liên hệ 0917204499.